Thanh xin kính chào các bác. Hôm nay các thanh sẽ giới thiệu các bác một cái đèn LED Music, tức là vừa đèn LED vừa nhạc. Nó vừa là đèn LED, vừa là loa Bluetooth. Công suất đèn LED là 7W, công suất loa là 3W và Bluetooth có khoảng cách xa là 10m. Sản phẩm này thì có tích hợp pin. Pin thì dùng trên 5 tiếng vừa nghe nhạc vừa sử dụng bóng đèn. Khi sử dụng bóng đèn không thì thời gian còn dài nữa. Rồi. Mời các bác quan sát sản phẩm. Các bác đang được nghe nhạc phát ra từ cái đèn này. Cái lối Bluetooth. Các bác có thể cầm đi chơi, nghe nhạc. Hoặc là khi mất điện thì chúng ta dùng. Rất là hay. Đèn LED 10 màu. Dùng trang trí trong cực kỳ là tuyệt vời. Các bác có thể lựa chọn phiên bản điện 220V. Các bác nắp luôn vào đuôi của bóng đèn ở nhà. Dùng rất là ok. Còn lại tích hợp có đi kèm là một cái điều khiển. Mà có thể điều chỉnh độ sáng tối này. Dùng làm bóng ngủ rất là tuyệt vời. Đây là bật tắt của bóng đèn. Bật tắt của bóng đèn. Còn công tắc tổng thì ở trên này thôi nhá. Tôi bật công tắc này lên là có thể kết nối Bluetooth rồi. Còn điều khiển thì để điều chỉnh bật tắt bóng đèn. Đây các bác có thể là chọn các cái màu tương tự như thế này. Rất là nhiều màu. Hiệu ứng chuyển giữa các màu. Muốn hiệu ứng chuyển giữa các màu. Các bác có thể chọn màu trắng này để làm bóng đèn bình thường. Rất là tiện. Điều khiển nhạc này. Tăng giảm âm lượng. Chuyển bàn. Phòng này đang bán giá là 200.000. Phiên bản có pin sạc. Các bác có thể dùng sạc điện thoại, dây sạc điện thoại để sạc qua cổng này. Sản phẩm đi kèm thì không có dây sạc. Các bác dùng dây sạc điện thoại. Chuẩn này thì điện thoại nào cũng dùng, trừ iPhone. Có dùng cái cổng này, các bác hoàn toàn sử dụng. Rất là tiện lợi. Đây là chưa cho hết cỡ đâu. Để cho vừa vừa để quay phim cho các bác nghe rõ. Bán duy nhất tại Khang Lành với giá 200.000. Các bác mua hàng xin hệ số máy 0964 867 866, hoặc các bác nhắn tin kết nối Zalo cùng số này luôn, hoặc là các bác chỉ cập fanpage Facebook ở phần mô tả âm ly 12V. Khi mua hàng các bác lưu ý là phải thanh toán trước 50.000. Các sản phẩm này có giá là 200.000, các bác thanh toán trước
50.000 bằng thẻ cào điện thoại Viettel, khi nhận hàng các bác thanh toán 150.000 cộng với tiền ship. Tiền ship là 35.000 đến 50.000. Nếu các bác nhận hàng thanh toán thì thanh toán tiền ship là 35.000. Còn nếu các bác muốn mở ra xem hàng thì mất 50.000 tiền ship. Đấy, các bác có thể lựa chọn ship 35.000 hoặc 50.000. Bác nào còn đắn đo về đặt cọc trước 50.000, còn lo ngại về việc đó thì các bác có thể xem video phần mô tả, là các bác hoàn toàn yên tâm, cứ đặt cọc thẻ là có hàng. Các bạn nhớ đăng ký kênh ở góc bên phải và bấm quả chuông để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn các bác.